Thiên Thành công chúa, người khiến Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn kháng chỉ cướp dâu là ai? Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được biết đến là vị anh hùng dân tộc của Việt Nam, là một người tài ba, nhân nghĩa vẹn toàn. Tên tuổi của ông gắn liền với ba lần đánh tan quân Mông Nguyên vang danh thiên cổ. Người đời có câu, anh hùng không qua ải mỹ nhân, và ít ai biết rằng, phía sau ánh hào quang và công trạng ngút ngàn ấy, vị anh hùng này đã từng làm một việc vô cùng tài đình vì người mình yêu, người ấy chính là Thiên Thành công chúa. Thiên Thành công chúa sinh vào khoảng năm 1235, mất ngày 28 tháng 9 năm 1288, thường được gọi là Nguyên Từ Quốc Mẫu, là một công chúa nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Thiên Thành công chúa là em gái của vua Trần Thái Tông và Trần Liễu, tức tính theo vai vế thì nàng chính là cô của Trần Quốc Tuấn, do Trần Liễu là cha của ông. Yên Sinh Vương Trần Liễu đã kén thầy giỏi khắp nơi để nuôi dạy Trần Quốc Tuấn đủ loại võ nghệ binh pháp, hy vọng ông sẽ trở thành bậc kỳ tài trong thiên hạ. Nhưng Trần Quốc Tuấn lại được triệu về Thăng Long làm con nuôi của công chúa Thủy Bà. Tại Kinh Đô, Quốc Tuấn cùng lớn lên với các công chúa hoàng tử trong hoàng tộc, trong đó có Thiên Thành công chúa. Càng lớn, Thiên Thành càng xinh đẹp. Công chúa Thiên Thành không chỉ đẹp nết, đẹp người mà so trong thiên hạ, hoa thơm còn cúi nhường nhan sắc, liễu hờn kém làng tóc mây, giọng nói oanh vàng phải khép tiếng. Nàng được vua dành nhiều tình yêu thương ngay từ lúc nhỏ và sai nữ quan dạy bảo chu đáo nên có thừa tứ đức, công dung ngôn hạnh. Do khoảng cách tuổi tác xấp xỉ nhau, tính cách lại hòa hợp, tình cảm giữa hai người cứ theo năm tháng lớn dần lên rồi thành tình yêu lúc nào không hay. Thời ấy nhà Trần có quy định cận hôn, anh em họ phải lấy nhau và không được gả cho người ngoài, nên việc Trần Quốc Tuấn và công chúa Thiên Thành theo lý có thể chấp nhận được. Điều đáng nói là khi Thiên Thành đến tuổi cập kê, Nhân Đạo Vương là một vị vương gia của nhà họ Trần đã xin vua gả công chúa Thiên Thành cho con trai mình là Trung Thành Vương. Hôn sự nhanh chóng được vua đồng ý, ý chỉ được ban xuống chỉ chờ định ngày thành hôn. Ngày 15 tháng 2 năm 1251, vua mở hội kéo dài 7 ngày 7 đêm, bày lễ hội kết tóc, công bố cho nội ngoại thần biết công chúa Thiên Thành sẽ kết tóc xeo duyên cùng Trung Thành Vương. Sau hôm ấy, công chúa Thiên Thành đã bị đưa đến phủ của Trung Thành Vương để chuẩn bị làm lễ hợp cẩn. Trong khi cả nội ngoại kinh thành đang vui vẻ và náo nức chúc mừng, thì Trần Quốc Tuấn lại vô cùng ủ rũ. Thiên Thành công chúa vốn không yêu Trung Thành Vương, lúc này nàng đã biết người mình thực sự muốn lấy làm chồng là Trần Quốc Tuấn. Nhưng nàng không thể chống lại được ý chỉ của bề trên, nên chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Khi cả kinh thành hòa mình trong không khí hân hoan, một điều mà không ai có thể ngờ đã xảy ra. Đêm hôm ấy, Trần Quốc Tuấn đã trèo tường đột nhập vào phủ Nhân Đạo Vương. Ông bất chấp tất cả, mặc cả việc sẽ bị xử trảm vì kháng chỉ để vào tìm người mình thương. Ông đánh bại các toán quân canh gác, một mình xông thẳng đến phòng của công chúa Thiên Thành. Đang đau khổ vì phải rời xa người mình yêu để đi lấy một người không có chút cảm giác gì. Bất giác Tình Lan xuất hiện trước mặt làm công chúa Thiên Thành bất ngờ vui mừng rạng rỡ. Thị nữ của Thiên Thành công chúa lập tức đi báo ngay cho Thủy Bà công chúa. Vốn yêu thương Trần Quốc Tuấn như con đẻ, lại chứng kiến tình cảm bấy lâu của cả hai. Nhưng bà cũng không ngờ được Trần Quốc Tuấn lại si tình như cha của mình. Năm xưa Yên Sinh Vương Trần Liễu cũng đã khởi binh nổi loạn vì vợ mình là Thuận Thiên bị ép gả cho vua Trần Thái Tông. Chỉ tiếc là cuộc nổi loạn năm đó đã không lay chuyển được tình hình, đôi uyên ương vẫn bị chia cắt, lại còn khiến Yên Sinh Vương bị đày đi xa. Nếu lúc này Thủy Bà không tìm cách thu xếp thì có lẽ Trần Quốc Tuấn cũng sẽ đi theo vết xe đổ của cha mình. Bởi vậy ngay trong đêm, Thủy Bà đã vào tâu với vua. Quốc Tuấn nhậu say gàn rỡ vào phòng của Thiên Thành, Nhân Đạo Vương đã bắt giữ hắn, rồi e sẽ giết hắn mất. Xin bệ hạ rủ lòng thương nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, xin đem người đến cứu. Vốn cũng khó xử vì mọi việc đã được công khai, lễ vật cũng đã được đưa vào hoàng cung. Nhưng Thủy Bà nàng nỉ van xin nên Thái Tông cũng mũi lòng, sai nội nhân đi trả lại lễ vật. Đến nơi nội nhân mới biết là không ai bắt được Trần Quốc Tuấn cả. Ông trấn thủ trước cửa phòng của công chúa Thiên Thành, không cho một ai vào trong. Dù sao xét theo vai vế ông vẫn là con nuôi của Thủy Bà công chúa nên cũng không ai dám làm gì. Lại thêm nội nhân đem lễ vật đến trả, Nhân Đạo Vương đành ngậm ngùi nhìn Thiên Thành công chúa được đưa trở lại cung. Hôm sau Thủy Bà công chúa đưa 10 mâm vàng đến trước mặt vua Thái Tông làm sính lễ. Trần Thái Tông chỉ đành buộc phải gả Thiên Thành cho Quốc Tuấn và xuống chiếu chỉ cắt 2.000 mảnh ruộng ở huyện Ưng Thiên cho Nhân Đạo Vương để đền bù thiệt hại. Hôn lễ của Trần Quốc Tuấn và công chúa Thiên Thành được cử hành ngay trong ngày hôm đó. Từ đó nàng được biết đến với vai trò là phu nhân của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Năm Tân Hợi, Thiên Ứng Chính Bình thứ 20, An Sinh Vương Trần Liễu 41 tuổi, vì sự bất hòa với em ruột là Trần Thái Tông nên thường hay ốm đau khó tính. Biết được nỗi đau dây dứt trong lòng cha chồng An Sinh Vương, công chúa Thiên Thành rất mực lễ độ, chăm sóc chu đáo nên mọi việc trong nhà đều yên ổn. Tháng 4 cùng năm Trần Liễu qua đời, lúc này Trần Quốc Tuấn đã là quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương. Ông quanh năm mãi miết nơi chiến trường chống quân giặc xâm lâm, mọi việc tư gia Thiên Thành đều chăm lo chu toàn, bà lấy đức để cảm hóa gia nhân. Tướng lĩnh thuộc quyền của chồng như Yết Kiêu, Giả Tượng, Nguyễn Địa Lộ, Nguyễn Chế Nghĩa, Phạm Ngũ Lão đều rất kính trọng bà. Thiên Thành sinh cho Quốc Tuấn 5 người con, 4 trai, 1 gái. Dù quần thần có người lo ngại thanh thế của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và công chúa Thiên Thành, nhưng với sự giáo dưỡng của công chúa Thiên Thành, con cháu của bà đều tận trung báo quốc, nên các vua Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông nhất mực cung kính trọng vọng. Phàm việc lớn trong triều, ngoài triều đều đến hỏi ý kiến. Bà lấy đức của cha mẹ mà dạy bảo, lấy đạo vua tôi để cư xử, thôn cùng ngõ hẻm không một lời oán thán. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ 2 và lần thứ 3, bà được các hoàng đế nhà Trần giao cho quản lý và hướng dẫn các gia đình quý tộc lánh nạn và vận động nhân dân làm kế thanh giả, tức là kế vườn không nhà trống. Bà trực tiếp phụ trách hậu phương, khai phá đất đai, trồng nhiều cây lương thực và chăn nuôi gia súc gia cầm, tập trung lương thực phục vụ quân doanh vạn kiếp. Sử cũ còn ghi, nhiều lần công chúa Thiên Thành theo hầu vua Trần Thánh Tông, thùy bà công chúa và vua Trần Nhân Tông về Long Hưng. Thấy người mang chim vốn là tù binh từ thời vua Trần Thái Tông khi đánh thắng Chiêm Thành bắt giam ở trại Đặng Xá, bà đã xin vua ân xá cho tù binh và nô tỳ được trở thành dân đất Việt. Đồng thời bà còn lấy ruộng thực ấp của mình ban cho người mang chim để họ có đất định cư, từ đó lập nên làng Chiêm Ân. Người dân ở làng Chiêm Ân mang nặng ân huệ của Thiên Thành công chúa nên xin bà cho phép sau khi bà về trời được thờ cúng bà và được bà chấp thuận. Thiên Thành công chúa qua đời vào ngày 28 tháng 9 năm 1288, trong khoảng thời gian Đại Việt giao tranh với quân đội nhà Nguyên vừa kết thúc. Nhà Trần thụy phong bà thành Nguyên Từ Quốc Mẫu, ngang với Linh Từ Quốc Mẫu lúc bấy giờ. Về sau, dân chúng đã lập đền thờ phụng bà. Bà được thờ cùng Trần Hưng Đạo ở di tích Chùa Đậu Long, thành phố Ninh Bình và đền nhà bà ở Ninh Bình. Ngày nay, tại khu vực Hậu Cứ Vạn Kiếp, tỉnh Hải Dương, nhiều địa danh còn lại đều gợi cho chúng ta dấu tích về việc xây dựng các cơ sở quân doanh phục vụ kháng chiến gắn với tên tuổi của bà như Bãi Thảo, nơi cất giữ lương thảo, Hồ Chuối, Bến Tắm.